điện này nha. Tới cột điện này là tới đường nhựa. Anh chị đi đi theo cái lằn này, theo cái đường điện anh chị đi vô đây. Miếng đất của mình là tới ngay chỗ này. Chào anh chị nha. Bữa nay em tới đây, em giới thiệu đến cho anh chị 1466 mét vuông. Đất rất là đẹp luôn anh chị. Địa chỉ là ấp Dòng Cát, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì cái này thuộc xã Long Hòa nha anh chị. Đất này chuẩn bị lên thành phố đó. Thì cái mảnh đất này bề ngang chỗ này nè, đi theo em nha. Bề ngang chỗ này, cái mặt tiền con đường này nha. Cái mặt tiền con đường này thì để em coi cái mặt tiền bao nhiêu mét. Cái mặt tiền là 47 mét. Đây nè, 47 mét. 47 mét mấy phía sau nữa, hậu 4 mấy mét. Để em coi em chỉ cột mốc rồi xong em quay cuốn sổ cho anh chị xem nha. Đường thì anh chị có thể thấy cột điện có sẵn đây ha. Đường đi cột điện đi rồi. Đó. Tới chỗ này. Tới chỗ này nha anh chị. Đi thẳng là phía sau. Đi thẳng là phía sau thì đây là phía sau 30 mét. Để em lại đầu lần kia em đi vô em quay cái cột mốc cho anh chị xem nha. Ở này thì chủ kêu bán với giá là 1.750.000.000 với cái lô đất này, tính ra 1.000.000 mấy chục ngàn một mét vuông đó anh chị. Chỗ này đất này thì chuyên trồng lúa nước nha anh chị, chưa lên cây lâu năm. Ở đây chủ cần tiền kêu bán. Anh chị liên hệ chính chủ, số điện thoại của chủ đất là 0909 664 575, trực tiếp ngay số điện thoại chủ nha anh Nhật. Đây, để anh chui vô anh quay cho. Vô em quay cột mốc cái là em ra em quay cuốn sổ cho anh chị xem. Sổ rất là đẹp luôn. Bề dài 48 mét, bề sâu vô 30 mét, miếng đất rất là vuông. Đây. Cột mốc tới chỗ này nè. Ở đây cột mốc phía sau nè, chỗ này nè anh chị. Đây nè. Cột mốc chỗ này nha. Cột mốc cơ phía sau là chỗ này. Giáp với ba bên. Chọc là thẳng là tới phía sau. Đây. Phía sau cột mốc rồi, để em zoom gần cho anh chị xem. Cột mốc có đầy đủ hết rồi nha. Đây phía sau nè anh chị. Đó, thanh dây phía sau có đầy đủ hết rồi. Dài tới kia luôn. Từ cái cột chỗ này nè. Chỗ này nè. Anh chị đi dọc ra. Chỗ là phía trước nha. Đây là hình cuốn sổ của mình nè. Để em quay cuốn sổ cho anh chị xem luôn. Địa chỉ đất nè. Ấp Dòng Cát, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. 1466 mét vuông, sử dụng riêng nha anh chị. Đất chuyên trồng lúa nước. Đây hơi có gió. Để em quay cuốn sổ cho anh chị xem nha. Nè. Ở phía trước cái đường cột điện của mình đó là một góc thì 7m64 nè, góc thì 39m35. Thì nó cộng tất cả lại là 47 mét nha anh chị. Thì sâu vô là 31m1 nè. 31m1 chứ. Ở đầu đằng kia là 30 mét nè. 30m53. Ở dưới là 48 mét nha anh chị. Đó. Mảnh đất vuông vức rất là đẹp luôn. Đường thì cột điện đồ đi có đi đầy đủ rồi nè. Đó, cột điện có đầy đủ hết rồi. Đi ra đường nhựa thì sát bên nè.
này nha. Tới cột điện này là tới đường nhựa. Anh chị đi đi theo cái lằn này, theo cái đường điện anh chị đi vô đây. Miếng đất của mình là tới ngay chỗ này. Tới chỗ này nha. Tới chỗ này anh chị đi thẳng ra phía sau đất của mình. Đường điện đi ok rồi. Anh chị vô điện bất cứ lúc nào, làm nhà vườn, nghỉ dưỡng. Chủ kêu bán với giá là 1 tỷ 750 triệu nha, thương lượng chính chủ nha anh chị. Số điện thoại của chủ là 0909 664 575 là số điện thoại của chủ. Thì để em đi bộ đi ra đường cho anh chị xem luôn. Đất này thì sau này nó thuộc về thành phố nha anh chị, lên thành phố đó. Đường nhựa chỗ này nè. Đó, đường nhựa đi ra tới qua đây là tới rồi. Qua chiếc xe em đi bộ ra một chút. Đi thoải mái luôn ha. Đường này mà, đường này là xe Honda đi nha anh chị. Cái thêm thấy cái cột điện cắm vô phía trong, chắc đường này sau này nếu mà mở là xe hơi vô được không, không biết nữa. Chạy ra được không em? Hỏi con bé chạy ra được không để em đi bộ ra. Để nó chạy nó rột ruộng luôn. Đình dị giúp cái đi. Rồi, giờ mình đi bộ ra đường nhựa nha. Đường nhựa cho đằng trước là tới nè. Đường nhựa này thì rất là rộng. Mảnh đất rất là đẹp. Tính là 1.000.000 mét vuông các chị. Đây là tới đường nhựa nha. Chỗ này nè. Anh chị chạy là thị xã Gò Công. 2 phút mấy đi xe là tới à. Cái hướng này nha. Thì cái hướng này cũng đi thông vô. Cái hướng này hình như đường cùng rồi anh chị. Để em coi cái. Lại đây coi cái. Đường cùng hay gì rồi. Đúng anh chị. Tới đây đường cùng rồi. Ở đây thì cái mảnh này thì anh chị làm nhà vườn, mua làm nhà vườn ở ngon ha, ở để đó sau này. Tới đằng cùng anh chị đó, sau này về thành phố về mình định cư mình ở. Ở đây là ở đây người ta, dân ta trồng khấu hoa anh chị. Đất rất ok luôn. Rồi thì tới đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Rồi em xin chào anh chị.